Xin chào các bạn đã đến với kênh Mr. Coin. Và như thường lệ thì mình sẽ quay trở lại các bạn trong một video điểm qua tình hình thị trường cũng như là chia sẻ các bạn một số những cái tin tức quan trọng. Nhưng mà trước khi mà vào video thì mình muốn cảm ơn tất cả những bạn nào mà đã chia sẻ với mình trong cái thời điểm mà mình bị bệnh, mình không làm được video trong tuần vừa qua. Thì cảm ơn tất cả những bạn nào mà đã quan tâm với mình, đã like và đã comment ở trong cái status này. Đó, thì khi mà mình khỏe lại thì mình sẽ cố gắng gửi cho bạn những cái nội dung, những cái video tốt nhất có thể. Đúng không ạ? Trong video hôm nay thì mình sẽ điểm qua hai vấn đề chính. Thứ nhất là xem lại chart Bitcoin. Thời điểm vừa qua thì Bitcoin đã điều chỉnh khá là nhiều, đã giảm xuống cái khu vực hiện tại là khoảng 56 ngàn. Xem là Bitcoin nó sẽ còn điều chỉnh tới đâu. Thứ hai là khi nào vào được lệnh. Và thứ ba là điều chỉnh như vậy thì cái target là 100k của chúng ta từ giờ tới cuối năm nó còn hợp lý hay không? Nếu không thì có những target nào? Thứ hai là mình sẽ điểm qua một cái lý do về mặt cơ bản. Mình nghĩ là tại sao mà Bitcoin nó lại giảm rất là mạnh ở trong cái thời gian vừa qua như vậy? Nó khác với cả những gì đã diễn ra vào năm 2017. Các bạn quay trở lại chart năm 2017, các bạn sẽ thấy rằng cái thời điểm này của 4 năm trước, đó là cái thời điểm cuối tháng 11. Đó, chúng ta quay trở lại ngày 23 tháng 11, ngày này của 4 năm trước. Đó, thì Bitcoin nó kết thúc điều chỉnh và nó tăng trưởng rất là nhanh từ cái mức giá là 8.000 lên cái mức giá là 20.000. Đó, và bây giờ thì mình chỉ mong muốn là có sự tăng trưởng rất là mạnh như vậy thôi. Đó, chúng ta có những cây nến mà mỗi ngày cái thân nến nó dài 1-2K ở thời điểm đó. À, là khá là ổn rồi đúng không ạ? Mỗi ngày 1-2K là khá là ổn rồi. Đó, tuy nhiên thì bây giờ để mà đạt target 100 ngàn thì thực sự là mỗi ngày chúng ta phải có một cái nến to hơn. Đó, tầm khoảng 3 đến 5K một ngày. Trong những ngày cao điểm thì chúng ta mới thể đạt được cái target là 100K. Ok, thì quay trở lại cái câu chuyện chặt Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Chúng ta đang ở cuối tháng 11 rồi và không biết là Bitcoin nó sẽ điều chỉnh bao lâu nữa. Đó, mình thì mình kỳ vọng nhất là về mặt thời gian. Cái đợt điều chỉnh của tháng 9 vừa qua nó kéo dài 14 ngày. Cái đợt tăng kéo dài 48 ngày trong khoảng từ tháng 7 cho tới đầu tháng 9. Đợt tăng lần này cũng kéo dài khoảng 50 ngày, là xem với nhau. 50 48 ngày thì mình cũng hy vọng là cái đợt giảm này, điều chỉnh này nó cũng sẽ kéo dài tầm khoảng tương tự. Cái đợt giảm trước là tầm khoảng 14 ngày, ở đây thì mình cho thêm khoảng 15 16 ngày đi. Có nghĩa là từ bây giờ tới hết tuần nó phải hết điều chỉnh. Đó, thế là đến về mặt thời gian. Cái thứ hai là về mặt mức giá, hiện tại chúng ta đang ở cái khu vực support là 558 đến 562. Đó, khu vực này là đã bị test ngày hôm 19 này, và hôm hôm qua hôm nay thì test cái khu vực này đã test khoảng 3 lần rồi. Thì hy vọng là nó sẽ hold cái khu vực này. Còn nếu mà nó không hold khu vực này á mà nó test xuống thấp hơn nữa thì chúng ta có hai cái khu vực tiềm năng nữa là 53 và khu vực từ 469 tới 493. Đó là chúng ta sẽ cần phải chú ý. Khi mà giá chạm hỗ trợ rồi, chúng ta chưa nên vào luôn. À, mà chúng ta sẽ cần phải quan sát cái điều kiện là có sự breakout khỏi cái xu hướng điều chỉnh giảm. À, chúng ta thể sử dụng trendline, trendline nó kè nối những cái đỉnh liền kề. À, chúng ta sẽ sử dụng những cái mức mà bây giờ người ta gọi cái từ chung là key level, thị trường Việt Nam thì gọi là key level. Có nghĩa là những cái mức cấu trúc giá khi mà break khỏi cái mức đó thì thị trường không còn tạo những cái đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nữa. Đó, cái xu hướng giảm nó đã kết thúc. Đó. Thì hiện tại cái key level ở đây là 60.000 đúng không ạ? Cái setup rất là đẹp để chúng ta vào lệnh nếu mà Bitcoin dừng điều chỉnh ngay hiện tại, đó là breakout sau rồi retest. Sau đó tăng lên, nhưng mà thường mình để ý là những cái đồng coin top hiện tại khi mà nó kết thúc cái xu hướng giảm của nó thì nó sẽ có cái xác suất là nó không retest, nó sẽ bay gần như là bay luôn. Nên là các bạn cũng không nên ngại cái việc mà chúng ta mua mua FOMO á, mua đuổi á. Đó, breakout là chúng ta mua luôn. Sau đó giá retest về thì chúng ta có thể mua lại thêm một lần nữa. Đặt stop loss ở dưới khu vực này.
đó đó. Còn khi mà giá giảm điều chỉnh xuống nữa thì chúng ta sẽ cũng làm chiến thuật tương tự, chúng ta xác định những mức key level và chúng ta mua khi mà giá breakout đó. Trên chart 1H thì dành cho những bạn nào mà muốn scalping ngắn, các bạn thể căn những cái khu vực cản ở đây. À, các bạn cân nhắc là các bạn scalp ngắn thôi. À, khi mà Bitcoin vẫn đang ở trong cái xu hướng giảm, nếu lên đây mà có lực bán xuống, ví dụ như các bạn xem những chart ngắn hơn như là 5 phút, 15 phút, các bạn căn những cái khu vực cản này để các bạn short ngắn là thì ok. Đúng không ạ? Nhưng mà mình không không khuyến nghị làm cái điều này ở trên cái chart từ 1H trở lên, tại vì hiện tại Bitcoin nó đang ở trong cái khu vực là hỗ trợ, là vừa chạm hỗ trợ rồi đó, nên là chỉ nên scalp ở khu vực khung thời gian ngắn hơn đó, thì nó sẽ an toàn hơn. Còn về target, target thì chúng ta sẽ cũng dựa theo cái sự điều chỉnh của Bitcoin, xem là điều chỉnh tới đâu thì target chúng ta sẽ căn theo tới đó. Chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là Fibonacci mở rộng. Khi mà Bitcoin nó về đâu thì chúng ta sẽ kéo cái điểm thứ ba của công cụ này tới đó. Đó, giả sử như là bây giờ Bitcoin nhận hỗ trợ hiện tại luôn là cái mức giá là khoảng là 56.000 đi, chúng ta sẽ để cái điểm thứ ba của công cụ Fibo mở rộng ở đây. Đó, và chúng ta sẽ có một số cái mốc tiềm năng. Đó, mình thì mình hay quan tâm ba mốc là 0.618 này, mốc 1 và 1.618. Đó, ví dụ như hiện tại nếu mà Bitcoin bật lên luôn chẳng hạn, kết thúc điều chỉnh ở hiện tại thì chúng ta sẽ có 0.618 là mốc 77.500 này, mốc 1 là 94.900, 1.618 là 131.000. Đó, chúng ta sẽ quan sát ba cái mốc này xem là Bitcoin nó có cái dấu hiệu như nào khi mà gặp ba mốc này. Nếu mà có cái dấu hiệu điều chỉnh giảm thì chúng ta có thể cân nhắc chốt một phần hoặc là toàn phần. Hôm trước thì mình có chia sẻ ở trong nhóm Telegram của mình về entry, gọi là để quan sát đối với cả một số những cái đồng coin top ở trên thị trường, các bạn có thể screenshot lại ở đây. Đó, về những cái kèo, những cái cập nhật thường xuyên hơn thì các bạn thể tham gia nhóm Telegram của mình hoàn toàn miễn phí để các bạn nhận những cái thông tin mới nhất ở trên thị trường. Hiện tại thì đã có Bitcoin, ETH và BNB đạt entry 1 rồi. Solana và Dot thì hiện tại cái lực mua nó vẫn còn rất là lớn nên là vẫn chưa đạt được cái entry mà mình kỳ vọng. Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98 Wallet. Đây là ví crypto đa chuỗi cho phép chúng ta có thể lưu trữ tài sản trên hơn 30 blockchain khác nhau, chỉ một passphrase duy nhất. Các bạn có thể swap token một cách nhanh chóng và vô cùng tiện lợi. Xpoin được thưởng trong mỗi lần swap token và các bạn có thể sử dụng Xpoin để nhận những phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Gần như mọi dịch vụ về DeFi đều có mặt trên Coin98 Wallet. Hãy tải Coin98 ngay hôm nay bằng link ở phần mô tả của video để ủng hộ Coin98 và Mr. Coin các bạn nhé. Ok, hôm trước thì mình có chia sẻ về những thông tin liên quan tới Trung Quốc. Cụ thể là ngày 24 tháng 9, đó là việc cái Ủy ban Phát triển và Cải cách Trung Quốc họ đã liên kết với cả 10 bộ ban ngành khác ở Trung Quốc để mà ra thông cáo về việc xóa sạch cái ngành crypto mining, cái ngành đảo coin ở Trung Quốc. Đó, thì có hai lý do. Thứ nhất là Trung Quốc hiện tại đã có CBDC riêng của họ rồi, cái đồng nhân dân tệ số của họ. Thứ hai là họ cũng tham gia cái thông cáo chung về bảo vệ khí hậu toàn cầu ở Paris. Đó, nên là họ phải cắt giảm cái lượng xả thải carbon của họ, tiết kiệm điện, và cái việc đào crypto, đào Bitcoin thì nó tốn rất là nhiều điện. Đặc biệt là thời gian trước đây thì Trung Quốc chiếm hơn 50% cái hash rate toàn hệ thống Bitcoin Network ở trên toàn thế giới. Đó, thì họ sẽ phải cấm crypto về những cái vấn đề như vậy. Thời gian qua, cụ thể là từ đầu tháng này thì họ đẩy mạnh cái việc đàn áp của họ đối với cả crypto mining. Đầu tháng chúng ta có thông tin là Xiao Yi, cựu phó chủ tịch của tỉnh Giang Tây, đã bị cho nghỉ việc và đã bị đuổi khỏi đảng về lý do là dám giới thiệu và dám ủng hộ cái việc đào cryptocurrency. Chủ tịch cũng bị đuổi luôn. Đó, nên là các bạn thấy cái độ căng thẳng, cái độ nghiêm túc của Trung Quốc đối với cả cái công cuộc đàn áp crypto của mình nó căng thẳng như nào. Tuần trước thì Weimeng, người phát ngôn của Ủy ban Phát triển và Cải cách Trung ương Trung Quốc đã ra một số kế hoạch mới về những cái cơ chế phạt đối với cả những cái đội nào mà dám đào crypto ở Trung Quốc.
À, thứ nhất là họ sẽ xử lý những cái khu gọi là đào crypto trên quy mô công nghiệp, trên quy mô lớn. Và thứ hai là những cái đội thuộc công ty nhà nước, công ty quốc doanh của Trung Quốc mà họ lén sử dụng cái tài nguyên của họ để mà họ đào crypto, thì sẽ bị tăng cái tiền điện của họ. Nói giả sử các bạn là một công ty sản xuất hoặc là công ty về phân bón của Trung Quốc chẳng hạn, các bạn được hưởng cái mức giá điện ưu đãi. Đó, nhưng mà nếu mà chính quyền phát hiện là các bạn sử dụng cái nguồn điện giá rẻ này, các bạn đào crypto á, thì họ sẽ nâng cái tiền điện của bạn lên. Thứ nhất là họ cấm, họ tịch thu cái máy đào của bạn là chắc chắn rồi. Thứ hai là họ sẽ nâng cái tiền điện lên để các bạn hoạt động sản xuất kinh doanh nó không được lợi nhuận như trước nữa, thậm chí là các bạn còn bị lỗ. Đó thì nó rất là căng thẳng. Và ngày 12 tháng 11 hôm trước thì mình có chia sẻ về Evergrande, một cái công ty bất động sản rất lớn ở Trung Quốc, họ đang bị vỡ nợ. Và hôm 12 tháng 11 thì họ là deadline trả nợ của họ. Thì bằng một cái lý do kỳ diệu nào đó, họ đã xoay được 150 triệu USD tiền lãi trái phiếu để họ trả cho những cái trái chủ của mình ở nước ngoài. Và trước cái thời điểm mà họ trả nợ chỉ vài tiếng thôi, chúng ta ghi nhận là ở trên hệ thống Bitcoin blockchain có một cái ví đã nằm ngủ khoảng 8 năm rồi, bỗng nhiên được kích hoạt. Và cái số tiền chuyển ra khỏi ví này nó đúng bằng cái số tiền mà Evergrande cần để trả nợ. Đó, và kết hợp những thông tin về việc có những quan chức của Trung Quốc họ tham gia vào việc đào coin, thì bản thân mình suy luận rằng ở Trung Quốc những người giàu ở trong chính quyền, ở trong những công ty quốc doanh hoặc là ở khối tư nhân, họ sở hữu crypto rất là nhiều, họ đầu tư vào việc đào coin rất là nhiều. Khi mà đối mặt với những động thái rất là mạnh mẽ của chính quyền Trung Quốc này, thì nếu các bạn là một cái vị quan chức Trung Quốc chẳng hạn, đó mà bây giờ đảng của các bạn, nhà nước các bạn đang ủng hộ cái đồng CBDC của quốc gia các bạn mà các bạn dám sở hữu coin, đó là các bạn không tin tưởng vào đảng và nhà nước rồi. Đó, cái việc này là không thể chấp nhận được. Thì chắc chắn là các bạn sẽ bị xử lý. Đó, các bạn sẽ bị kiểm điểm. Thì những cái người này họ sẽ có cái nhu cầu là họ bán tháo cái crypto của họ đi. Còn những cái công ty tư nhân thì cũng đang bị điều tra, cũng đang bị xử lý rất là ráo riết. Thì mình nghĩ là vì cái lý do này nên là đã có cái sự bán tháo Bitcoin trong cái thời gian vừa qua, khi mà Bitcoin mới đạt những all time high mới, khả năng cao là những cá mập lớn ở Trung Quốc sở hữu nhiều coin là họ họ đã bán ra, và khiến cho giá Bitcoin nó giảm khá là mạnh ở trong cái thời gian vừa rồi. Tuy nhiên thì chúng ta có một cái tin tức tốt hơn, đúng không ạ? Khi mà phương Đông, khi mà Trung Quốc họ đang có cái sự là đuổi Bitcoin đi, đuổi những cái đội đào coin đi, thì ở phương Tây chúng ta có những cái tin tức tốt hơn. Thứ nhất là tin tức về Jerome Powell, chủ tịch của Ủy ban Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, đã được tái đắc cử tiếp tục làm chủ tịch thêm một nhiệm kỳ nữa bởi Tổng thống Joe Biden. Đó thì rất là may mắn là Powell có một cái nhìn tích cực hơn đối với cả crypto. Ông ấy đã nói trước Quốc hội Mỹ rằng là không cần thiết phải cấm crypto, nhưng mà sẽ cần phải có những luật định để mà kiểm soát cái lĩnh vực này. Đó. Và cái người mà ông ấy phong làm phó chủ tịch của cái ủy ban thống đốc của Fed tên là tiến sĩ Lael Brainard. Đó, thì ông này cũng là một người khá là ủng hộ đối với cả cryptocurrency. Và chúng ta có một cái thông tin nữa về ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, một trong những Big Four Bank, bốn ngân hàng lớn nhất ở Australia, đang chuẩn bị cho phép khách hàng của mình có thể trade 10 cái tài sản coin ở trên cái ứng dụng iBanking. Các bạn tưởng tượng bốn ngân hàng Big Four của Việt Nam, BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank nữa. Ví dụ một ngân hàng trong đó như là BIDV cho các bạn trade coin ở trên cái ứng dụng iBanking của họ, thì đó là một tin tức rất là tốt cho thấy cái sự ủng hộ của Việt Nam đối với các crypto. Đúng không ạ? Nhưng Việt Nam thì chưa có chuyện đó, hiện tại chúng ta mới chỉ có chuyện đó ở Australia mà thôi. Thì cho thấy rằng là ở phương Tây, từ cái khối nhà nước, họ có cái nhìn thoáng hơn đối với cả crypto, họ không thấy cái việc phải cấm đó vì một cái lý do nào đó. Tư nhân chúng ta có những cái tổ chức như là Commonwealth Bank of Australia cũng đang ủng hộ crypto, tại vì họ thấy rằng là quảng đại quần chúng ủng hộ cái công nghệ blockchain và sở hữu crypto rất là nhiều. Đó, thì đây vừa là cái cơ hội để mà họ thu được cái lợi nhuận từ những hoạt động trading của quần chúng. Và thứ hai là ở một cái nền dân chủ như Mỹ chẳng hạn,
họ thấy rằng là không có vấn đề gì để mà cấm nhân dân không được sở hữu crypto cả. Thì ông Jerome Powell thì ông ấy mới nói rằng là không cần thiết là phải cấm crypto. À, nên là mình rất là vui khi mà phương Tây họ có một cái nhìn thoáng hơn đối với crypto so với cả Trung Quốc. Và thực tế là hiện tại Mỹ đã thay chân Trung Quốc trở thành đất nước có cái hash rate, có số lượng máy đào coin, có cái nguồn điện toán để mà tham gia đào Bitcoin là số 1 thế giới. Và mình cũng rất là vui khi mà chúng ta, những cái người biết tới crypto còn sớm, chúng ta đã vượt qua cái sự hoài nghi rồi, chúng ta sẵn sàng chấp nhận những cái rủi ro để mà tham gia thị trường đầu tư cryptocurrency, và cùng với cái thế giới tự do là thế giới phương Tây, chúng ta thấy được cái giá trị của crypto và công nghệ blockchain. Thì hy vọng rằng là trong tương lai công nghệ này sẽ tiếp tục phát triển và sẽ tiếp tục mang lại những cái lợi ích không chỉ về mặt đầu tư đầu cơ mà những cái ứng dụng của blockchain vào trong thực tế. Các bạn mà xem những video của mình các bạn sẽ biết rằng là công nghệ blockchain thì nó rất là hay, và nó sẽ mang lại những cái cuộc cách mạng đối với cả cái việc tổ chức lao động, cái việc mà đảm bảo cái sự bình đẳng, cái sự minh bạch đối với việc mọi người hợp tác với nhau, đã thay thế mô hình công ty tổ chức bằng những mô hình phi tập trung ở trên blockchain. Đó, thì hôm nay thì mình chỉ chia sẻ như vậy thôi. Chúc các bạn một tuần làm việc, một tuần đầu tư thật là tốt, thật là hiệu quả ở trên thị trường. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.